Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì Duyên sẽ chia sẻ với mọi người một bí kíp để giúp làn da của chúng ta tỏa sáng vào mùa hè. Trên tay Duyên đang cầm đây chính là bánh xà bông có tác dụng làm sạch mụn và làm mờ thâm hiệu quả cho vùng lưng. Các bạn cũng biết rằng vào mùa hè của chúng ta ấy, thì là vùng lưng của chúng ta ra rất là nhiều mồ hôi, kèm theo rất là nhiều những cái cặn bã và những cái chất bẩn. Đó, nó được tích tụ lại và khi mà chúng ta không có xử lý sạch, không xử lý kỹ thì nó sẽ hình thành mụn. Và mụn để lâu thì sẽ hình thành vết thâm đúng không ạ? Nó gây mất mỹ quan và rất mất tự tin cho chúng ta. Bởi vì mùa hè thì các chị em rất hay mặc váy này, mặc bikini và diện rất là nhiều đồ đẹp. Mà vùng lưng của chúng ta lại bị mụn rồi bị thâm đen thì có phải là mất tự tin đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Duyên sẽ chia sẻ với mọi người cái bí kíp để có thể làm sạch mụn và làm giảm thâm hiệu quả ở vùng lưng nhé. Bây giờ đang là tháng 2 dương lịch và chỉ khoảng một tháng rưỡi nữa một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang mùa hè rồi. Và chúng ta có thể diện xuống phố những chiếc maxi hoặc là những chiếc váy rất là xinh xắn đúng không? Vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị để có một cái làn da sáng khỏe và trắng nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm sạch da. Đó, làm sạch tất cả body của chúng ta bằng tẩy da chết của The Face Shop. Tẩy da chết con vịt này thì nó là dạng xịt, rất là tiện lợi chúng ta làm sạch da, làm ẩm da. Nhưng mà chúng ta đừng để nhiều nước ở trên da nhé. Nếu mà chúng ta để nhiều nước trên da khi mà chúng ta xịt cái tẩy da chết này vào thì nó sẽ làm loãng cái tẩy da chết và mô hình chung là nó sẽ tẩy không được sạch lắm. Thì chúng ta nhớ để da trạng thái hơi ẩm một chút thôi, sau đó chúng ta xịt lên và dùng tay chà. Khi mà chúng ta chà thì những cái tế bào chết, những tế bào sừng ở trên bề mặt da nó sẽ bong ra. Đó, sau cái bước làm sạch bằng tẩy da chết này thì chúng ta sẽ dùng đến bánh xà bông. Đó, bánh xà bông chiết xuất từ sâm. Xà bông này thì chiết xuất từ 2% hồng sâm. Ngoài ra thì còn có thành phần đó là muối và ngọc trai, sẽ giúp cho làn da của chúng ta được sạch sâu, đánh bay mụn, giảm thâm và làm cho da của chúng ta sáng hơn, bóng hơn, khỏe hơn. Các bạn cũng có thể sử dụng cái bánh xà bông này để rửa mặt nhé, bởi vì nó rất là lành tính và rất là hiệu quả trong cái việc làm sạch cũng như là làm sáng da. Sau cái bước làm sạch thứ hai thì chúng ta sẽ dùng đến dưỡng thể. Các bạn biết rằng là mùa hè thì chúng ta chỉ có cảm giác là da của chúng ta không khô lắm thôi đúng không ạ? Nhưng mà da của chúng ta vẫn cần được cấp ẩm hàng ngày. Chính vì vậy Duyên khuyên các bạn nên sử dụng và tìm cái loại dưỡng thể để bôi hàng ngày nhé. Rất nhiều bạn thì hỏi Duyên rằng có dưỡng thể nâng tâm không? Bên Duyên thì có rất nhiều luôn vào mùa hè. Tuy nhiên thì Duyên vẫn khuyên các chị em nếu mà mình có chăm chỉ dưỡng da hàng ngày á, thì chúng ta nên dùng những cái loại dưỡng thể, sữa dưỡng thể. Khi mà chúng ta bôi lên da sẽ không có cái cảm giác bị bít lỗ chân lông. Và khi mà chúng ta bôi thì nó cũng thẩm thấu rất là nhanh. Và bôi trên một diện tích rộng thì chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian đúng không ạ? Nếu mà chúng ta dùng những cái kem vộ trắng thì Duyên khuyên mọi người nên dùng vào ban ngày khi chúng ta xuống phố. Còn buổi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta hãy dùng kem dưỡng thể dưỡng ẩm này nhé. Và đây là dưỡng thể Happy Bath, có 3 mùi hương. Mùi hương thứ nhất, nếu mà bạn nào mà thích mùi hương ngọt ngào và dễ chịu như dạng sữa với cả lúa gạo thì hãy chọn chai màu vàng nhạt này nhé. Được chiết xuất từ sữa và lúa mạch đó. Có tác dụng làm trắng và có mùi hương rất là ngọt ngào, thơm nhẹ. Còn bạn nào mà muốn cấp ẩm sâu và mùi hương như hoa hồng, nhẹ nhàng như hoa hồng, sâu lắng thì hãy dùng dưỡng thể sự dưỡng thể hoa hồng này nhé, Happy Bath hoa hồng. Đó. Còn mùi hương cuối cùng sẽ dành cho các bạn nữ thích mùi hương hoa anh đào. Hoa anh đào thì mọi người biết rằng nó có tác dụng trong việc làm trắng và cấp ẩm rất là tốt đúng không ạ? Vậy bạn nào vừa muốn làm trắng này, vừa muốn cấp ẩm thì hãy chọn hoa anh đào nhé. Đây là những chia sẻ gợi ý nho nhỏ của Duyên giúp các bạn có được một cái làn da trắng sáng và mịn màng, cũng như là có được cái sự tự tin khi xuống phố. Các bạn quan tâm hơn đến sản phẩm thì vui lòng gọi điện cho Duyên theo số điện thoại 097-259-3230 hoặc liên hệ với Duyên qua fanpage của Covishop, đó chính là covishop.vn.
Và website của bên mình cũng là www.coffeeshop.vn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và rất mong nhận được những cái phản hồi cũng như những cái thông tin liên hệ lại từ phía các bạn. Xin chào mọi người.